gian này trong các chiến sĩ mà đến cái mùa đông nó lạnh ngắt thế, xong là nó heo hút nó buồn. Không nhìn thấy gì. Mùa mịt mà ở đây mùa mịt. Đường đi Simacai đấy à bác? Trước em hai người cháu này. Cái dãy núi kia là của nó chứ? Của bên kia chứ? Không, cái chỗ mà có đường nên là của mình. À thế à? Sang đây là biết là qua kính. Mùa đông bên đây mình ăn. Xong là các chiến sĩ biên phòng của mình cứ chụp áo mũ bông vào nhỉ? Mặc trong quá chứ mặc áo bông luôn. Đây cao hơn hay là trên đã khô cao hơn anh ấy. Anh ông nó tặng anh một cái mũ bông đẹp lắm. Ở đây cao hơn chứ. Biên phòng ấy. Mũ bông có 2 cái lỗ à 3 cái lỗ ở đây, có cái lỗ có cái này, cái buộc trên này. Cái dây bên trái nó có đường chưa? Đấy chỗ đây vẫn là của mình ạ. À thế à. À nhìn thấy rồi chưa? Nhìn chưa? Chắc chắn ở giữa nông sản thứ này. Cột mốc của mình cắm của Việt Nam cắm. Tức là cái chỗ này vẫn đưa hàng hóa qua được. Cái chỗ này vẫn có hàng hóa qua đây được. À chỉ có ngô giao lưu nông sản. Nông sản thôi. Của mình đi sang bên kia hả? Vâng, của mình xuất sang bên kia. Nhưng mà ít. Đây, tôi nhớ ra rồi các bạn ơi. Chỗ này chính là sân trạm cũ. Đúng ạ. Trạm ở trên này nhưng mà bây giờ một mốc như thế này trạm ở chỗ này. Tôi ngủ ở đây, tôi xuống chỗ này tôi tắm. Tôi thấy rét, trên thì nóng, tôi chui xuống đây, chỗ này có nước. Đây này, à, thế đúng này. Rồi. Nhớ rồi. Chỗ này có món nước anh chị này. Chứ có món ôn nghèo kể khổ không thì tối nay ở tắm đây luôn. Lô cố chim. Cái món nước này, xuống xong rồi tự nhiên thấy rét. Cái chỗ này là giờ đi anh đứng lên đáy này. Đáy có, tắm thì phải đáy. Mình nhớ được cái chỗ này. Sao mày xuống dưới này ngủ nha, đây này. Mình sang thấy chắc. Hôm nào bọn con người lên đấy về nhưng mà buồn lắm. Buồn lắm mà thầy Trang buồn lắm. Thầy Trang buồn vô cùng. Cái cửa khẩu Việt Nam với Lào mà. Nói chung cửa khẩu Lào với Campuchia của mình là buồn hơn. Vắng lặng hơn ạ. Vắng. Biên giới. Biên giới. Không nhưng mà lại cửa khẩu ở chỗ Sơn La nhá. Nó gọi cửa khẩu gì nhỉ? Sơn La. Nó vận chuyển thuốc phiện qua cái đường đấy. Ma Lục Thàng cũng buồn. Không phải Mộc Châu mà nó Ma Lục Thàng của Lai Châu chứ. Của Sơn La cơ. Sơn La là Mộc Châu đi vào thì sẽ sang Lào. Đúng cái Mộc Châu đi vào đấy, Mộc Châu đi vào 30 cây. Cửa khẩu Lào đấy cũng giáp Lào. Cửa khẩu đấy là thép buôn thuốc phiện đấy. Bạch phiện đấy. Heroin. Bên kia là Simacai đúng không? Không ạ, bên này là Trung Quốc à. Thế đi cái đồi này của mình đấy. Nhầm mới trả ra khẩu rồi. Không cứ nhận không được vợ vừa bảo trái gì đâu ông bảo đấy là mình. À, lúc cháu tưởng là tít sao bên kia à không đây này. Nghe nghe. Hiểm trở nhỉ. Thạch ngày xưa đó, mới ở đây. Thế chỗ kia là của mình à? Mình quay đâu ở chỗ đây? Chỗ nào ạ? Chỗ kia của mình ạ? Mình quay ở... Mình nhìn theo cái khe nhỉ? Trông giống đồn biên phòng lắm. Con ở Trung Quốc á. Con mình quay ở đây. Cháu nó nói dồn cho bác kinh rồi. Mình quay bảo nhai chứ. Mình bảo thắng. Bảo thắng xong rồi... Không bây giờ vẫn là bảo thắng. Mình quay là mắt chỗ đấy chứ. Thổi sáo mạnh mạnh chứ. Thế còn bọn mạnh hoạch mà chuyên bán thịt gà nữa. Nó ở Hải Dương. Chị thứ mấy chẳng biết. Thế còn cái thằng Mạnh Hoạch mà anh nói ấy, nó ở bên kia. Gà Mạnh Hoạch. Còn cái thằng Mạnh Hoạch như anh nói thì nó lại là chỗ phường Bình Minh. Bây giờ mỗi đường 158 luôn. Bên tay phải. Nhưng mà chuyển sang kế hoạch khác này. Hoạch thì chung. Dưới kia có đường, dưới này là đường biên giới hả? Vâng, vẫn là đường đi bên đi, 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 đi tuần tra đấy. Ông ơi, trên TV nó có một cái chuyên mục gọi là Việt Tử. Anh ơi sớm thế, ông nào chứ? Ông Bình, ông Chiến ạ. À, trên TV nó có bây giờ nó có một cái chuyên mục là Việt Tử Tế thì nhiều lúc là có thấy cụ già đấy rồi cũng gọi là Việt Tử Tế thì có đúng không ạ? Không phải, tử là chết và tế là cúng. Thế nhưng con lại thấy nghe có một ý kiến. Cái gì chết rồi thì phải cúng. Con lại nghe thấy một ý kiến bảo là tử tôn hôn tế, có nghĩa là việc tử tế thì chỉ là dành cho con cháu làm việc với ông bà với bề trên thôi.
Nhưng mà đây là có cả những hình ảnh của những cái người rất là cao tuổi. Mình về chữ nho bây giờ nó lại dùng nho nó hỏi mình đồ khốn nạn. Không, con hỏi thật bởi vì là sao? Khốn là khổ à? Đặt tên nó là cái người làm việc tốt thì chẳng hạn được thì dễ hơn nhỉ? Để bảo chuyên mục việc tử tế. Tốt thì có rồi nhưng mà tốt quá rồi giờ lại hơn cái quái. Tử nó có hai nghĩa. Đừng ai mà tử nhá, cửa sổ. Tử là chết và tử là con. Mà con theo cái thời phong kiến khác nhau là bản thân con trai nó mới là con. Tức là thập nữ viết vô đấy. Đúng không anh Chiến? Thập tứ viết vô hay thập nữ nhất vô? Đâu. Viết nhất vô. Nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có thằng con trai thì cũng coi như là có, như 10 đứa con gái thì cũng là gì không. Cả à, kiểu như ý anh Bình là hai đứa chả là cái mẹ gì cả. 10 đứa con thân là gì? Thì tao hai đứa là cái gì? Chả là gì cả. Đấy. Thế nên nói nhất là thập nữ viết vô. Thế thì quay lại cái chương trình việc tử tế đấy thì theo ông nó có đúng không? Đấy, nói chung là nó chả là cái mẹ gì cả. Vì nó dùng cái từ hôn tạp đấy thì bây giờ thì khó nói chất của nó đã. Chẳng qua nó chỉ là nó giống như ngày xưa nó gọi là người tốt thì tốt chứ mà. Thế bây giờ tôi mới hỏi các ông câu nghĩa nó khổ lắm. Tôi mới hỏi mình dùng thì dùng nhiều nhưng mà có mấy khi tra hết nghĩa. Chỗ cái thôn đấy á? Ừ, không phải đâu. À, thế à?